Chào mừng các bạn đến với chuyên mục điểm tin của Crypto 60F. Thị trường crypto hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Một khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trên CME giảm đáy trong 2 năm. Khối lượng giao dịch crypto của gã khổng lồ thị trường phái sinh Chicago Morgan Stanley Asian, CME đã bị sụt giảm nghiêm trọng vào tháng cuối cùng của năm 2022. Theo CryptoCompare, tổng khối lượng giao dịch crypto phái sinh trên CME đã giảm đến 49,2% xuống còn 14,2 tỷ USD trong tháng 12 năm 2022, mức yếu nhất kể từ tháng 10 năm 2020. Khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin giảm 48,3% dao động quanh mốc 13,2 tỷ USD, trong khi Ethereum giảm 55,3% xuống tận 484 triệu USD. Dữ liệu lao dốc của CME phù hợp với khối lượng giao dịch giao ngay trong toàn ngành với tốc độ thanh khoản vô cùng yếu ớt. Số tiền đó đã giảm 48,4% xuống còn 544 tỷ USD, con số thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2019. Bất chấp việc CME đã rất nỗ lực mở rộng nhiều sản phẩm khác nhau như hợp đồng Micro Ban tổ chức, Micro ETH theo sau hợp đồng Futures Ban tổ chức đầu tiên vào tháng 12 năm 2017 và hợp đồng Futures ETH vào tháng 2 năm 2021 nhằm thu hút nhà đầu tư. Hai founder dự án NFT Anh theo Milton FZ Club bị bắt vì tội lừa đảo. Aurelien Michel, 24 tuổi, sinh sống tại UAE Owner dự án NFT Milton Planet, bị cáo buộc đã scam khách hàng 2,9 triệu USD bởi một tòa án liên bang ở Brooklyn vào ngày 3 tháng 1. Trong kênh Discord dự án, Michel thừa nhận đã rắc bull dự án, tức đã cao chạy xa bay với số tiền của người dùng. Tôi chưa bao giờ có ý định rắc bull nhưng cộng đồng đã trở nên quá độc hại. Bộ tư pháp trích dẫn lời Michel nói. Được biết, Michel cùng đội ngũ đã từng cam kết sẽ giữ giá của NFT Milton Planet ngày một tăng và hứa hẹn phân bổ phần thưởng cho những ai nắm giữ chúng, như thực tế thì giờ này đã bỏ túi 2,9 triệu USD tiền của người dùng cho mục đích cá nhân. Bà Balancer kích hoạt chỉ kiến băng T-Sit khẩn cấp mà chưa rõ lý do. Balancer đã yêu cầu người dùng nhanh chóng rút thanh khoản từ một vài vùng cụ thể. Lý do của động thái này hiện vẫn chưa được phía Balancer công bố. Trên Twitter chính thức của dự án, Balancer cho biết chỉ kiến băng T-Sit khẩn cấp đã được kích hoạt để phòng ngừa một vài rủi ro tiềm ẩn. Dù vậy, rất nhanh sau đó, dự án đã khuyến nghị người dùng phải nhanh chóng rút thanh khoản khỏi các pool vì vấn đề nói trên vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn nhờ chữ ký mang tin tức khẩn cấp. Đây không phải lần đầu tiên một quá trình bốt giao khẩn cấp được triển khai. Trước đó, CUP cũng phải kích hoạt điều khoản emergency giao để ngăn ngừa vụ tấn công chiếm quyền kiểm soát sản phẩm từ Bochi. 4HT token giảm 12% vì những tin đồn xung quanh. HT token đã giảm hơn 12% vì những tin đồn liên quan đến sàn giao dịch Huobi. Đầu tiên là động thái Polydex thông báo rút toàn bộ quỹ tạo lập thị trường khỏi Huobi vì những hoạt động giảm sút của Huobi gần đây. Tiếp đó, cộng đồng bắt đầu lan truyền nhau tin đồn về việc Huobi sẽ sa thải hàng loạt nhân sự, xung đột nội bộ tại công ty, sàn yêu cầu nhân viên nhận lương bằng stablecoin và đóng các kênh liên lạc nội bộ của nhân viên để dập tắt cuộc nổi loạn. Giới tin Xuân đã phủ nhận việc sa thải Huobi, đại diện truyền thông đã không trả lời các yêu cầu bình luận của CoinDesk về vấn đề nhân sự. Tới chiều ngày 6 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Justin Sun chính thức xác nhận kế hoạch sa thải khoảng 20% nhân sự. Sàn còn cắt thưởng cuối năm, buộc nhân viên phải nhận lương bằng USDT và USD thay vì tiền mặt như trước và chặn tất cả các kênh phá nhồi từ nhân viên 2 từ tháng 10. Giới tin cũng ca sao hơn 1.5 tỷ đô stablecoin.